Chào các em, vậy là chúng ta lại gặp nhau trong chương trình cùng học tiếng Hàn. Tham gia buổi học với chúng ta hôm nay sẽ có sự hướng dẫn của thầy Kim Song-su, là giáo viên của trung tâm Halo sẽ cùng chúng ta đồng hành trong bài học này. 안녕하세요. 안녕하세요. 김성수입니다. 만나서 반갑습니다. Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều điều mà chúng ta muốn làm. Vậy thì khi chúng ta muốn nói rằng ta muốn làm một việc gì đó thì chúng ta nói như thế nào bằng tiếng Hàn? Đó chính là nội dung phần ngữ pháp ngày hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em. Trước khi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay, xin mời các em theo dõi một số từ vựng thầy Kim sẽ giới thiệu với chúng ta. Yu hak ha ta yuakada su yong ha ta suyanghada chat ta chatta an ta anta che so che so ryo ryo gu du gu du. Vừa rồi thầy Kim đã giới thiệu cho chúng ta một số từ vựng có liên quan đến nội dung bài học ngày hôm nay và ý nghĩa của một số từ vựng đó như sau: yu hak ha ta du học, su yong ha ta bơi lội, chặt ta tìm kiếm, an ta ngồi, che sô rau quả, âm nhủ đồ uống và khu thủ là giày. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu với các em nội dung chính của bài học, đó là động từ cộng với cô xíp tả, mong muốn hay là muốn. Vậy thì quy tắc sử dụng đuôi câu này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ về cách sử dụng. Cô xíp tả là tính từ bổ trợ đứng sau động từ, thể hiện mong muốn của chủ thể về một nguyện vọng hay là về việc mong muốn thực hiện một hành động nào đó. Khi chủ thể mong muốn thực hiện hành động này là ngôi thứ nhất hay là ngôi thứ hai thì tính từ bổ trợ cho động từ sẽ là cô xíp tả. Tuy nhiên, khi chủ thể của hành động là ngôi thứ ba thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là động từ cộng cô xíp hòa tả. Để rõ hơn về quy tắc sử dụng tính từ bổ trợ cô xíp tả, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vài ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, 저는 한국에 가고 싶어요. Tôi muốn đi Hàn Quốc. Ở ví dụ này, chủ thể mong muốn của hành động 저 là ngôi thứ nhất. Chính vì vậy mà tính từ bổ trợ cho động từ 가다 này sẽ là 고 싶다. Ở ví dụ thứ hai, 흥씨는 한국어를 배우고 싶어요. Bạn Hương muốn học tiếng Hàn. Ở ví dụ này, chủ thể mong muốn thực hiện hành động là ngôi thứ ba số ít. Chính vì thế mà tính từ bổ trợ cho động từ sẽ là 고 싶어 하다. Để củng cố thêm kiến thức chúng ta vừa học bài ngày hôm nay, sau đây thầy Kim sẽ thực hiện mẫu cho chúng ta một vài ví dụ. Kim 선생님, 무엇을 사고 싶습니까? 저는 책을 사고 싶습니다. 주말에 어디에 가고 싶어요? 등산하고 싶어요. Các em thân mến, đoạn hội thoại vừa rồi cũng đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.